bạn cách nặn một số các loại quả các bạn nhé, một số các loại quả để bằng cây đất sét này các bạn này. Đối với các đất sét thì đây là đất sét của mình thì làm nhiều nên màu nó không được ấy nữa. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái số loại quả bằng đất sét đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm quả. Bây giờ mình sẽ đang làm quả cà nhé các bạn. Nó vặn cho cái đầu ở này sẽ nhỏ hơn cái đầu ở trên này. Đầu ở trên này sẽ là phần to hơn này. Đấy, thì chúng ta sẽ có được một cái quả cà cà tím ấy. Chúng ta sẽ bẻ cong quả cà một chút nhé, bởi vì quả cà thường nó sẽ cong cong một tí này. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái màu nâu. Mọi người vo tròn cho mình. Các bạn, mình sẽ làm một cái cú như vậy nhá. Sau đó chúng ta sử dụng một cái bút hoặc một cái bất cứ cái gì mọi người có thể ấy, mọi người châm cho mình một cái lỗ ở đây. Lỗ ở đây để làm gì? Lỗ ở đây để mình làm cái cuống ấy, cái cuống để mình sẽ bỏ thêm một cái lá nữa để cho nó gọi là nó sinh động đó các bạn. Như vậy này. Đấy, mình sẽ có được một quả cà. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ làm thêm một cái lá này nha các bạn. Đối với cái lá mình sử dụng cái lá này. Đây, để mình sẽ có được một cái quả cà tím. Đây mọi người. Như vậy thì mình sẽ có được một cái quả cà tím như thế này này. Có rất nhiều cách làm nhưng mà mình thấy làm cái kiểu này thì mình thấy nó vừa đơn giản mà nó lại vừa đẹp ấy. Đây các bạn. Bây giờ mình sẽ nặn quả na các bạn ạ. Đối với quả na thì mình sẽ có màu hồng ở bên ngoài.
Sau đó mình sử dụng một màu xanh này. Xanh này cũng được nha các bạn. Xanh này sẽ giống quả lá hơn. Mình sẽ chúng ta sẽ bày nhỏ nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ vào ở đây cái hoa đỏ hồng cái này. Chúng ta sẽ bỏ một cái lớp ở đầu và một lớp ở sau các bạn nha, thì nó sẽ được thành hình hơn nha các bạn.
thêm một cái lá này nha các bạn. Đây các bạn, mình đã hoàn thành xong rồi. Rồi, bây giờ tiếp theo có một số bạn yêu cầu mình nặn quả măng cụt các bạn ạ. Với quả măng cụt thì mình sẽ sử dụng cái phần màu nâu này để làm cái đấy. Mọi người nặn cho mình một dán một cái nồi giống như một cái mũ ấy như vậy này. Sau đó mình sử dụng màu trắng nha các bạn. Mình làm cái múi
các bạn, mình đang làm quả măng cụt các bạn này. Đây, thì mình đã làm xong rồi thì mình đây. Đây là một phần của một nửa của cái quả măng cụt mà chúng ta hay tách ra đây các bạn. Đây nhá. Mọi người có thể làm giống theo cái như thế này. Mọi người có thể làm giống kiểu như thế này nhé. Đấy, như vậy là mình đã có được ba quả. Đây là quả na này, quả cà tím này, quả măng cụt này. Đấy. Rồi, bây giờ nha các bạn, một số bạn đang yêu cầu mình nặn quả dứa đấy. Bây giờ mình sẽ nặn quả dứa bằng đất sét cho các bạn xem nhé.
Đây là mình làm đang làm cái phần thân của nó các bạn nhé. Mình làm phần thân, còn cái phần trỏ tí nữa mình sẽ sử dụng cái đất sét màu khác các bạn ạ. Phần thân này thì chúng ta sẽ làm giống như kiểu một cái hình hoa hoặc hình lá các bạn. Thì trong khi sau đó chúng ta sẽ ghép ra thì nó sẽ là đẹp hơn. Đây các bạn, trông giống như một bông hoa rất là đẹp này. Tỷ bố đi đón con này em đi. Chúng ta sẽ làm một lớp nữa nha các bạn nha. Chơi xong đâu các bạn nha. Đây, chúng ta sẽ làm thêm một lớp nữa nha các bạn. Chúng ta sẽ làm ở trên này, sẽ làm một lớp màu xanh nữa.
xong quả dừa các bạn nhá. Đây là mình có bạn có thể làm quả dừa giống như thế này nhé. Giờ mình sẽ làm thêm một quả nữa nha các bạn. Bạn vo tròn từng quả như thế này các bạn ạ, thì nó sẽ được tròn và đẹp hơn này. Sẽ to hơn một chút các bạn nhé.
chúng ta đâm vào bọng như thế này thì nó sẽ vừa chắc chắn và vừa nó sẽ không bị rơi. Bây giờ mình sẽ nặn thêm một cái ít cái lá nữa cho sinh động nha các bạn. Một chùm, đây là chùm gì các bạn? Đâu các bạn biết chùm gì đây? Các bạn, mình đã hoàn thành xong. Đây là một cái cherry nha các bạn. Đây. Cho các bạn nhỏ này nặn luôn. Đây. Đây. Anh trai làm canh tê à, chín canh tê chứ anh? Mình chia cái mấy hơi, mình chia, làm mấy thế thôi. Để mà đưa video để mà chạy không ơi, cây luôn. Cái gì? Hả? Cục lên cái cục lên cái gì? Đăng cái kênh tôi đăng cái gì? Thank you.
Rồi các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ nặn thêm một quả nữa các bạn nhé. Quả bít đi. Rồi bây giờ mình sẽ nặn mít nha các bạn, mình sẽ nặn phần nửa quả. Mình sẽ làm cái của các bạn này. Sau đó chúng ta sẽ làm một cái quả mít này. Cái chào chứ. Long chơi. Bò chơi. Đấy. Chúng ta sẽ làm từng mũi một nha các bạn.
Bố khi mua vé tết bố. Con đây. Khi mua vé tết. Về rồi đó. Đang à? Hử? Về rồi đó. Vậy mua một vài. Vậy để anh cứ lấy này nhá. Mai đi ngoài nè, chủ nhật đi ăn tất niên ở Thái Hòa rồi xong, xong tiếp. Gấp Về. thế hoa mốt Cho bảo nhé. Đúng đấy. bảo bảo nắm mồm mây Thái Hòa có một tí mất Thái Hòa nhỉ? hả Có một tí mất Thái Hòa. nắm mồm đi thi hoa vậy nha Xong đây rồi, xong tiếp. đây các bạn mình đã hoàn thành xong. Đây là một phần bất ngờ của quả này là mít nhá, tượng trưng thôi các bạn nhá. Chứ để mà nó để làm được một quả mít hoàn chỉnh thì các bạn chỉ chúng ta sẽ không làm được đâu, vì là tượng trưng thôi. Lắp đây là một cái đĩa, gọi là đĩa hoa quả mà mình tự làm bằng đất sét. Đây các bạn có thể làm kiểu giống như mình mình để ý thì có phải không phải một là sai ăn nhỉ gió mình ngồi mà để cái đâu gì nữa mày nói cái không đó trời tự nhiên đi rồi anh hiểu sang mà nhà yên lặng bài nào
làm quả hồng các bạn này. Lông nó lông lợn, lông bò lông lợn không? Nó lông lợn, lông lông lợn, lông lợn vậy. Cho lộ ăn không? Nó ai ăn cơ? Em ăn kia bên chân hay sao rồi mẹ ăn chắc cả sao? Đây là giờ mà có cắt thì mới sao dứa ngon. Mới dứa ngon rồi không ăn. Chà cái dưa dưa muội mới sồi ông cho muội ăn. Không ăn luôn. À vừa trước. Vừa cái hành tí đó. Vậy đâu cũng ăn để cả không xong. Vừa trước muội vừa cái muối sồi nó là ông nghề nên ngay mà muội ông ăn bữa nay không được muội. Tao giáo không được muội lắm. Cô cà lọc chưa nóng này. Mới đi đánh cà cào. Nãy ra không nói múa. Thấy còn sung thôi. Đúng rồi đó. Dịch rồi không phải. Các bạn thấy toán sung. Cô họ còn sẵn đến giờ đứng quá chứ không có gì không. Xong.